Mình xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xây dựng của mình nhé. Thì ngày hôm nay mình giới thiệu đến cho tất cả mọi người cách làm sắt dầm mỏng của anh em thợ nông thôn chỗ mình. Thì ở đây là cái mỏng nhà cấp 4 của anh em thợ mình vừa mới đục xong mọi người. Mỏng này thì đục bê tông luôn nha. Thì ở chỗ mình thì đa số mỏng thì đều đục bê tông ít khi xây lắm mọi người. Ở đây mình chỉ có đục xung quanh bộ mặt, còn ở giữa thì mình đục một lớp lót dầm thôi mọi người. Lớp này dày khoảng tầm 10 phân thôi nha. Trụ ở đây thì nhà này anh em mình dùng trụ liền từ dưới rã lên luôn mọi người. We'll be right back.
đây là dầm mỏng anh em thợ mình vừa mới buộc xong mọi người. Thì dầm này được anh em thợ mình đi 4 cây sắc phi 16 nha. Còn đai dầm thì là sắc phi 6. Và nên mình cuộc đai dầm là tăng cường ở mỗi đầu trụ ra là 5 cái. Còn ở giữa thì 15cm nha. Thì ở đây là những khoảng rộng cho nên mình sẽ đi 6 cây phi 16 nha mọi người. Thì mọi người đến với kênh Quân Xây Dựng muốn mua ống phao chỉ hoặc là bẫy Huế thì mua ủng hộ giúp mình nha, qua số điện thoại đã ghi ở trên màn hình hoặc là Zalo luôn mọi người, Zalo cũng là số điện thoại đấy luôn. Mình xin cảm ơn tất cả anh em vừa qua đã xem kênh và ủng hộ kênh của mình nha. Mình xin cảm ơn rất nhiều.